Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 21 tháng 1 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trung đoàn Tên lửa 23, Đoàn Trần Phú, Sư đoàn Phòng không 363. Các địa phương đẩy nhanh hoàn thiện các dự án công trình hạ tầng phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán. Mô hình thôn thông minh phát huy hiệu quả tích cực trong việc kết nối cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các lực lượng chức năng quyết liệt kiểm soát, giữ vững an ninh an toàn khu vực biên giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hạ Long, Trung đoàn Tên lửa 23, Đoàn Trần Phú, Sư đoàn Phòng không 363 đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, mùng 3 tháng 2 năm 1964, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Tới dự có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn Tên lửa 23 đã cơ động chiến đấu trên 10 tỉnh thành phố trong cả nước và trên đất bạn Lào với 379 trận đánh, bắn rơi 106 máy bay Mỹ, bắt nhiều giặc lái, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Từ năm 1991 đến nay, Trung đoàn 23 là đơn vị duy nhất của Sư đoàn 363 làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giữ vai trò chủ công trong nhiệm vụ phối hợp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc. 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn Tên lửa 23 đã hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân của Trung đoàn được Đảng, Nhà nước, nhiều bộ ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà Trung đoàn 23 đã đạt được trong 60 năm qua, đề nghị trong giai đoạn mới, Trung đoàn thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự quốc phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong hôm nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc và thương binh Đào Quang Khoa ở thành phố Hạ Long, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, kinh tế gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc và thương binh Đào Quang Khoa. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, biết ơn những người có công với cách mạng. Các đồng chí đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây của dân tộc, đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Cùng với việc siết chặt quản lý trật tự đô thị thì thành phố Hạ Long đang đẩy nhanh thực hiện các dự án công trình hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân tại các xã phường, quyết tâm là hoàn thiện để phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, một trong nhiều tuyến đường khu vực trung tâm của thành phố đang được gấp rút hoàn thiện chỉnh trang. Hình ảnh những căn nhà tạm trên mương thoát nước trước đây sẽ được thay bằng các công viên công cộng phục vụ nhân dân. Nhà thầu thi công là gấp rút bố trí máy móc, nhân lực, trang thiết bị, vật tư vật liệu về để triển khai ngày và đêm, cố gắng thực hiện hoàn thành công trình xong trước Tết Nguyên đán. Một số tuyến đường do vướng mắc phải thi công kéo dài nhiều năm như đường Lê Lợi, đường Ít Kiêu, nhiều đoạn cũng đã chỉnh trang vỉa hè và thảm nhựa mặt đường. Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu quyết tâm hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ngay cái hôm mà thi công con đường này chuẩn bị hoàn thành ấy, là bà con ra đứng như vui như Tết. Thế nói chung là mọi người vẫn phấn khởi. Trong thời gian này là bà con có cái con đường mới đẹp hàng mong đợi. Nhằm thực hiện đồng bộ với công tác lập lại trật tự đô thị,
thành phố Hạ Long đang triển khai 8 dự án công trình chỉnh trang đô thị tại các phường, xã. Khi các công trình được triển khai đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Thành phố đã tổ chức làm lại tất cả các tuyến phố sẽ đẹp hơn và văn minh hơn để đón một cái xuân khang trang và mọi người dân rất là phấn khởi. Chúng tôi đã tập trung yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm nhân công, tăng cường làm thêm ca kíp để cố gắng phải hoàn thành trước ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Các công trình về chỉnh trang đô thị được hoàn thành không chỉ tạo diện mạo để nhân dân vui xuân, đón Tết, mà còn tạo thêm nhiều tuyến phố xanh, sạch, đẹp, có phần xây dựng Hạ Long trở thành thành phố kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì trong thời gian qua, công tác mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được thực hiện một cách quyết liệt. Các nhà trường đã được tiếp nhận thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở đợt 1 năm 2023, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dạy học. Từ đầu tháng 10 vừa qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Vũ Oai, thành phố Hạ Long được tỉnh trang cấp 176 thiết bị giáo dục. Nhà trường cũng đã chủ động xã hội hóa đầu tư thiết bị và máy tính, nhờ đó khắc phục được tình trạng dạy chay, học chay trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những trang bị học tập đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng em ạ. Nó sẽ giúp chúng em được trải nghiệm và thực hành, mở rộng sự hiểu biết cũng như là phong phú hơn về vốn kiến thức, làm cho chúng em có những giờ học vui vẻ và thoải mái. Như là đối với giờ âm nhạc thì chúng em sẽ được sử dụng đàn, thanh phách hay trống, môn sinh và môn hóa thì chúng em sẽ được thực hành đối với hóa chất và những vật dụng không phải chỉ trên sách nữa mà chúng em sẽ được trải nghiệm trong thực tế ạ. Ngay sau khi mà nhận được thiết bị dạy học được trang cấp thì chúng tôi đã chủ động cho nhập vào các phòng thiết bị và triển khai tới các thầy cô để có thể hướng dẫn các con tiếp cận với các bài một cách chủ động hơn và phát huy được hết những cái khả năng năng lực của các con. Căn cứ đề xuất mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu của ngành giáo dục năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, trung học cơ sở đợt 1. Đến nay, các trường đã ký hợp đồng mua sắm được 448 thiết bị trong danh mục, đạt 68%, với tổng kinh phí khoảng 46,5 tỷ đồng. Chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với ngành giáo dục, có cơ sở vật chất đầy đủ, có trang thiết bị hiện đại. Cùng với sự học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ của cán bộ giáo viên. Đó chính là cái điều kiện rất là quan trọng để chúng tôi nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, các ngành địa phương liên quan đang tập trung triển khai việc mua sắm các danh mục thiết bị dạy học còn lại theo đề xuất của ngành giáo dục năm 2023. Hội đồng thẩm định giá của tỉnh cần phải dành nhiều thời gian. Và thứ hai nữa là phải lựa chọn được những cái thành phần trong hội đồng thẩm định giá phải có chuyên môn để cái kết quả cũng như là cái thời gian thẩm định giá nó được nhanh thì cái mà thời gian để mua sắm tập trung nó sẽ được nhanh hơn. Và cái đề nghị thứ hai ấy là chúng tôi đề nghị là các địa phương và các đơn vị mà được mua sắm phải quan tâm hơn nữa đến việc ký hợp đồng và nhận lắp đặt. Khi đã ký được hợp đồng khung với lại đơn vị mà được lựa chọn là cung cấp. Đến nay, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai ở hầu hết các khối lớp. Riêng các khối lớp còn lại là lớp 5, lớp 9 và lớp 12 đang tiếp tục thực hiện trong năm học 2024-2025. Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục trang sắm các thiết bị dạy học theo yêu cầu mới, các phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn tiếng Anh, tin học, đáp ứng yêu cầu dạy học, nâng cao kỹ năng thực hành cho học sinh. Những năm gần đây, hoạt động công chứng phát triển, đóng góp quan trọng vào cải cách tư pháp. Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công chứng, thì Sở Tư pháp đang tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động công chứng.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 phòng công chứng và 27 văn phòng công chứng với 71 công chứng viên. Năm 2023, các đơn vị này đã công chứng cho trên 79.200 việc, chứng thực gần 740.000 bản sao và chữ ký, nộp ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng. Cái hoạt động công chứng hiện nay đang giúp ích rất nhiều cho xã hội hay là cho người dân. Đó. Nó giúp cho chúng tôi những cái giao dịch nó được đảm bảo hơn, được an toàn hơn, được minh bạch hơn, đảm bảo cái quyền lợi cho người dân. Tôi ở bên ngân hàng hướng dẫn khách hàng đến đây ký hồ sơ, thì khách hàng người ta cảm thấy rất hài lòng. Thứ nhất là cái thái độ, cái thứ hai là cái chất lượng phục vụ, cái thứ ba là cái biểu phí công chứng rất là rõ ràng. Mà mình thích nhất khi đến đây là cho khách hàng ký xong và khách hàng được nộp chuyển khoản trực tiếp vào phòng công chứng và khách hàng được cầm tờ biên lai khách hàng cầm về. Đấy là rõ ràng, minh bạch. Để đảm bảo chất lượng hoạt động công chứng, Sở Tư pháp đã yêu cầu tất cả các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phải sử dụng hệ thống phần mềm UCHI quản lý hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn để đối chiếu các thông tin về lịch sử giao dịch của tài sản, giúp công chứng viên đưa ra các quyết định chính xác, tránh rủi ro lừa đảo giao dịch nhiều lần với cùng một tài sản. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động công chứng cũng được thường xuyên quan tâm. Hội công chứng viên đã cử các cái đồng chí lãnh đạo ở trong ban chấp hành đấy, là theo dõi các cái công chứng viên, giám sát công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng theo cụm, theo khu vực, xuống tận địa phương nơi có các tổ chức hành nghề công chứng hoạt động để kiểm tra. Mặc dù hoạt động công chứng trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, song vẫn còn một số vướng mắc tồn tại như là các tổ chức hành nghề công chứng chủ yếu tập trung tại đô thị, địa bàn đông dân cư, kinh tế phát triển. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng vẫn còn chậm, vẫn còn tình trạng vi phạm trong hoạt động này. Chúng tôi sẽ tập trung phát huy hiệu quả các cái công cụ quản lý, trong đó cái công tác thanh kiểm tra phải thực hiện thường xuyên. Thế và thanh kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất khi có phản ánh kiến nghị. Thế và chấn chỉnh xử lý nghiêm các cái vi phạm. Thế và bên cạnh đó thì thường xuyên quan tâm rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh trong ngay từ đầu năm 2024 này. Thế và bên cạnh đó thì một hoạt động chúng tôi cũng nội dung tôi rất quan tâm là phải mở rộng cái hoạt động phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở ngành chức năng và Ủy ban dân các địa phương trong hoạt động quản lý hoạt động công chứng. Nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025, trong đó đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao số lượng chất lượng công chứng viên, phấn đấu đến năm 2025 phát triển được các tổ chức hành nghề công chứng tại toàn bộ 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Khu vực biên giới trong thời điểm gần Tết Nguyên đán thì luôn tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng địa hình để hoạt động phạm tội hoặc là lôi kéo cư dân biên giới thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Là một trong hai lực lượng nòng cốt, công an các xã vùng biên trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần vào việc giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới. Xã biên giới Hoành Mô, huyện Bình Liêu có 14 thôn bản với hơn 1.300 hộ dân sinh sống. Địa phương có cửa khẩu Hoành Mô và đường biên giới dài hơn 20 km, tiềm ẩn nhiều nguy cơ các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội. Dựa vào cái việc mà nhà ở rồi gần biên giới, thiếu sự kiểm soát về an ninh trật tự, dẫn đến là người dân là lợi dụng là những đường mòn lối mở thì cũng có mang hàng trái phép, trong đấy những hàng cấm như là nông sản và có trường hợp đã là pháo. Từ đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, công an xã Hoành Mô đã vận động thu hồi trên 3 kg pháo nổ, nhiều vũ khí công cụ hỗ trợ, xử phạt trên 20 trường hợp vi phạm giao thông. Đơn vị cũng đã tiến hành kiểm tra hàng chục cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức ký cam kết tham gia phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép đến với 100% hộ dân. Thì là tôi kinh doanh nhà nghỉ được hơn 10 năm rồi, mà từ năm 2010 đến bây giờ nói chung là luôn chấp hành mọi cái thủ tục và quy định của pháp luật, không được chứa chấp mại dâm này hoặc là cho những khách nghỉ mà có tàng trữ những cái vũ khí. Chúng tôi cũng không là tiếp tay cho những trường hợp mà xuất nhập cảnh trái phép. Xác định việc nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nhân dân là giải pháp then chốt có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là đối với cư dân biên giới. Công an xã đã tăng cường vận động người dân không tham gia tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tổ chức xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp tài sản, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ. Xã Quảng Sơn là
đặc biệt là hầu như là 95,6% là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì là trong khi đó là chúng tôi là cũng có cái là làm việc với các trưởng thôn bản, bí thư chi bộ, rồi xong cái là chúng tôi là đi tuyên truyền thì là cũng là lồng ghép với các buổi là sinh hoạt cộng đồng ở tại các nhà văn hóa của vùng đồng bào. Trong khi đó thì chúng tôi là phải sử dụng là cái người cán bộ là phải hiểu biết được cái tiếng đồng bào ở trên này, là có thể là vừa triển khai bằng văn bản rồi vừa triển khai bằng nói bằng tiếng đồng bào. Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an các xã biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, đường mòn lối mở, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay tại khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh đã tổ chức trao tặng 60 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 3 trường: Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ và trường Trần Quốc Toàn ở thành phố Uông Bí. Qua hoạt động ý nghĩa này nhằm tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui bước đến trường, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cuộc sống. Kinh phí của chương trình được trích từ quỹ tự nguyện đóng góp của câu lạc bộ xe đạp Than Vàng Danh. Nhóm 5 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long vừa xuất sắc đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Olympic và hội thảo các công trình khoa học sáng tạo năm 2024 do Hiệp hội Sáng chế Đại học Hàn Quốc tổ chức trong hai ngày 19 và 20 tháng 1 vừa qua. Cuộc thi năm nay có khoảng 500 học sinh của 12 quốc gia mang đến 69 đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano multiferic ứng dụng cho pin nhiên liệu oxit rắn của các em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long được ban tổ chức đánh giá cao và được cấp bằng chứng nhận dự án nghiên cứu xuất sắc nhất tại cuộc thi. Bài báo cáo của các em cũng vinh dự được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế của cuộc thi năm 2024. Tối qua trên quốc lộ 18 cũ đoạn qua phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tổ công tác công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an thị xã Đông Triều phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 19U14528 chở theo một người di chuyển tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, người điều khiển xe đã không chấp hành, đồng thời tăng ga, đâm xe làm bị thương thiếu tá Phạm Quang Trung, cán bộ đội tuần tra kiểm soát số 1. Tổ công tác đã khống chế thanh niên này, đồng thời đưa thiếu tá Phạm Quang Trung đi cấp cứu. Qua xác minh, người vi phạm là Cao Hà Đức, sinh năm 1998, trú tại tỉnh Phú Thọ, không có nồng độ cồn và chất ma túy. Cơ quan chức năng tạm giữ người này và tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Tin về tình hình thời tiết. Ngày hôm nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết của tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 14,5 cho đến 17,9 độ C. Dự báo là đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh thêm, toàn tỉnh có mưa nhỏ rải rác, trời rét và rét đậm. Từ ngày mai 22 tháng 1 thì gió mạnh trên đất liền cấp 3 cấp 4, vùng ven biển có lúc cấp 5 giật cấp 6, vùng biển ngoài khơi thì cấp 6 cấp 7, biển động. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực miền Đông là từ 8 cho đến 10 độ C, ở các khu vực khác là từ 9 đến 12 độ C. Vùng núi cao Yên Tử và một số đỉnh núi cao ở Bình Liêu có khả năng sẽ xuống dưới 7 độ C và có thể xảy ra băng giá. Các địa phương trong tỉnh cần phải chủ động phương án phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, chủ động che chắn chuồng trại, giữ trữ thức ăn và không chăn thả gia súc ngoài trời khi trời rét đậm, hạn chế thiệt hại do giá rét gây ra. Tiếp sau đây mời quý vị cùng điểm lại những tin tức và những sự kiện thời sự nổi bật chúng tôi đã đề cập trong tuần. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các lực lượng vũ trang tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên, chúc Tết cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc và kiểm tra công tác làm nhiệm vụ trong dịp Tết của các đơn vị trên tuyến biển đảo huyện Cô Tô, Vân Đồn và các địa phương Móng Cái, Bình Liêu và Hải Hà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quân và dân tiếp tục gắn bó, đoàn kết, phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Các lực lượng vũ trang đảm bảo quân số trực, sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, để nhân dân được đón Tết an toàn, đầm ấm. Đảm bảo an toàn giao thông là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp cho ý kiến về thực hiện các chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về đảm bảo an toàn giao thông, Quảng Ninh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên gắn chặt với đảm bảo an ninh con người, trật tự an toàn xã hội.
Tại tỉnh Điện Biên, vùng đất gắn với những chiến công và chịu nhiều hy sinh mất mát trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh và đoàn công tác của tỉnh đã trao 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng 200 ngôi nhà đại đoàn kết và tặng quà cho 100 hộ nghèo địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Việc làm ý nghĩa này thể hiện tình cảm tri ân, sự đoàn kết của tỉnh Quảng Ninh đối với tỉnh Điện Biên. Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 với sự đồng thuận cao đã thông qua luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và một số nghị quyết quan trọng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp, được Quốc hội đánh giá cao. Từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi ngày cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón hàng nghìn du khách Trung Quốc. Việc xuất nhập cảnh cho du khách được cơ quan chức năng tạo thuận lợi theo đúng quy định. Thành phố Móng Cái cũng đảm bảo tốt các điều kiện để đón tiếp phục vụ du khách, phấn đấu là trong năm 2024 đón trên 3,3 triệu lượt du khách tham quan thành phố. Dịp cuối năm và giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng cao. Các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động nhập, dự trữ xăng dầu, đảm bảo cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Dự kiến trong quý 1 năm nay, sản lượng xăng dầu tiêu thụ toàn tỉnh khoảng 350.000 mét khối. Quảng Ninh phát động ra quân năm an toàn giao thông và cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Quyết tâm giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết, số người bị thương và giảm ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng toàn tỉnh kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật giao thông, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Gần đến Tết Nguyên đán, lực lượng công an tỉnh và các địa phương đang quyết liệt kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có vi phạm liên quan đến pháo nổ. Tất cả những trường hợp cố tình vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm. Chương trình thời sự tối nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.